có thể. Con muốn quay lại những ngày trước, nơi mà mái ngói vẫn còn lem màu chiếc xe cũ kỹ chưa trầy xước. Giữa góc hiên nhà mẹ còn đang áo ánh nắng ban chiều vàng lay đưa. Mẹ kêu con chạy ra ngoài đồng ruộng hỏi xem ba nhậu giờ say chưa, hay có dép đứt và mũ bể đồ bán không. Ôi tiếng rau ngày ấy làm con chạy mà bán hồn, đổi cho được vài đồng tiền lẻ để mai đi học còn ăn chút quà và chút bánh. Mẹ cho con hết số tiền ít ỏi cất vào trong cặp là trụng mạnh. Năm 16 tuổi con bước ra đời với những hão mộng ở trong tay, mơ ước được làm cánh chim vượt qua đại ngàn luôn tưởng mình không sai. Để rồi nhận ra rằng mình thất bại giữa chốn đường đời để sợ hãi. Công việc làm thuê có được chút tiền con mướn căn nhà để tự trải. Họ đánh con đâu hồi xô con ra chỉ vì làm sai có tí việc. Họ chửi lên đầu họ bảo con ngu được thì làm tiếp không nghỉ việc. Nơi đất Sài Gòn này quá chật chội tìm đâu khoảng trống để thở than. Dạng như ngày trước không cãi lời mẹ để rồi việc học vì dở dang.